Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được một con tăng âm DA300A. Con này là của Việt Nam mình sản xuất. Đấy, thế thì con này bên trong sẽ rất nhiều lằng ngoằng các bạn thấy không? Dây dợ rất nhiều. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là phân tích cái con này nhé. Con này nó không có gì cả. Các bạn nhìn thấy bên trong này không ạ? Nó có hai máy biến áp không? Đấy, hai máy biến áp thì một cái máy biến áp này máy biến áp cấp nguồn nha. Đấy, nguồn vào đây và hạ áp ra. Hạ ra để tạo thành một cái điện áp là dương 40V và dương 24V. Dương 40V này nó sẽ được nắn qua cầu hai cầu nắn này. Đấy, và lọc bởi hàng trụ này. Hàng trụ này. Đấy, còn cái biến áp còn cái đường nguồn mà 24V. 24V thì nó sẽ được đi trên này. Qua cái cầu này để nắn lọc tạo ra điện áp 24V lọc bởi hai trụ này. Thế thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn xem cả cái này nó hoạt động như thế nào nhé. Cái này nó có sẽ có bốn máy biến áp các bạn thấy không? Đây một cái này. Đây máy biến áp cấp nắn nguồn này, lấy ra nguồn thấp này. Đây là máy biến áp xuất âm này. Đấy. Và đây này là các cái máy biến áp kích của mình. Thế nó hoạt động như thế nào thì bây giờ mình phân tích nhá. Đây. Thế thì bây giờ mình sẽ phân tích ngược lại nhá. Đây là loa của mình này. Ở trong cái máy biến áp xuất âm này nó sẽ có hai đường. Một đường ra một cái loa để kiểm tra đấy. Khi mà mình alo mình không muốn gắn một cái tải của cả một cái thôn vào đây, mình thử máy thì mình sẽ bật cái công tắc để mình kiểm tra xem cái loa này hoạt động hay không. Đây này, cái này sẽ có một cái loa kiểm tra đây các bạn ạ, loa kiểm tra ạ. Khi bật cái này lên thì chúng ta đang gì ạ, chúng ta đang đóng cái công tắc này để lấy cái cuộn này nuôi cho cái loa nhỏ nhỏ phía trong này, nó có loa sẵn đâu các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta tín hiệu ở đầu này thu như thế nào thì đầu này chúng ta sẽ thu được như vậy, bởi vì là nó con này nó sẽ xuất âm qua gì ạ, qua biến áp chứ không phải là qua các cái transistor nữa. Mình giả sử xong, đây là tín hiệu ở đầu vào này, tín hiệu ở trên cái bo này này các bạn này. Đấy, đây đầu vào đây này, được điều chỉnh to nhỏ sau bắt đầu đi vào cái bo này bắt đầu khuếch đại, sau bắt đầu điều khiển hai con sò này nha. Cái bo này thì phân tích nhiều người làm được rồi đúng không ạ, nhưng mà với cái đoạn này các bạn đang lằng ngoằng thôi. Bo này sẽ điều khiển thế này, điều khiển hai con transito này, chính là hai con này. Thế thì khi nó điều khiển thì sao? Nó điều khiển theo nguyên tắc gì? Giả sử như điện áp đây là một điện áp mức thấp đi. Đúng không ạ? Đây là mức thấp đi. Nó như thế này. Đấy. Điều khiển mức thấp vào đây, là điện xoay chiều đây. Ví dụ giả sử cái trên thấp thì cái dưới sẽ là cao đúng không? Cao không làm việc, thấp này. Thấp là sẽ dẫn dòng từ có dòng chảy EB không ạ? Lúc này sẽ dẫn dòng từ EC này, cấp nguồn cho máy biến áp này. Đúng không ạ? Và biến áp này sinh ra một từ trường cảm ứng sang bên này. Và bên này chúng ta cũng sẽ thu được một cái đỉnh dạng dạng như này đưa qua đây. Đúng không ạ? Tiếp tục hai con này thay phiên nhau thì bắt đầu là chúng ta sẽ thu một cái đỉnh như này đưa qua bên này. Thế thì các đỉnh đưa qua này thì nó cũng sẽ thu được các cái pha giống bên này. Đúng không ạ? Hai cuộn này sẽ cuốn ngược chiều nhau. Giả sử đây mà nhận pha dương, đây sẽ là pha âm. Đấy, thế thì ví dụ như đây là âm, đây là dương đi, được chưa? Dương thì con này dẫn, âm thì con này tắt đúng không? Con này dẫn trước đi. Con này dẫn từ C sang E này. Điều khiển con này dẫn từ C sang E này. Lấy nguồn nuôi vào cho cái máy biến áp phía trên này. Đó, về âm nguồn và cuộn này nó được khép kín cảm ứng sang bên này. Tương tự như vậy và hai cuộn này thay phiên làm việc, chúng ta sẽ có một cái bán kỳ như này bên này. Thì lúc này ạ, tín hiệu bên này sẽ được cảm ứng sang bên này qua bằng cái từ trường đấy, bắt đầu chuyển hóa thành nguồn điện và nguồn điện của mình sẽ có pha như thế này. Đấy, giả sử như sau, bán kỳ đầu tiên cuộn bên trên này thu được pha dương thì bên dưới này sẽ thu pha âm. Dương sẽ điều khiển con này nó sẽ có dòng chảy từ C sang E cấp nguồn cho cái máy biến áp này nha. Đấy, và sinh ra từ trường cảm ứng sang các cuộn thứ cấp, trong đó là có cái cuộn này, cuộn loa này, loa nén cho toàn thôn này. Tiếp tục này, đến bán kỳ sau thì tiếp tục cái con bên dưới này dẫn này, cũng thế này, lấy điện áp dương 40V này điều khiển vào đây. Đấy, và sinh ra từ trường cảm ứng sang các cuộn bên này, trong đó cả loa kiểm tra. Các bạn thích thì các bạn bật loa kiểm tra, mà không thích thì thôi nhé. Đây là nguyên lý hoạt động của cái loa nén này. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm từ đây này thất về đây. Còn lần đây là những cái dàn song chất nha các bạn nhá, họ mắc song song nhau. Ví dụ một con này đúng không, B, C, E, B mắc chung với B, C mắc chung với C và E mắc chung với E, mắc song song nhau đây các bạn nhìn này. Đây, đây là ba con này. Cái con này là cực C, họ không lót thì đương nhiên là nó sẽ mắc vào nhau các bạn này. Con này cực C họ bẻ luôn này, nó bắt ra vỏ này, nó thông với nhau. Đấy, cực B này các bạn này, tất cả cực B nối với nhau ạ. Đấy, tất cả cực C nối với nhau ạ. Và tất cả cực E nó sẽ nối qua những con trở này, con trở xứ nha. Con này là chỉ khoảng 0,22 ôm thôi. Thế nhiệm vụ nó làm gì ạ? Như con trở sứ này này, nó tránh sốc để tránh chết sò nha các bạn nhé.
Nếu như trường hợp thì ạ, con này mà làm mới đầu ấy, dòng khởi đầu rất khỏe đúng không, rất mạnh, hoặc là một cái tín hiệu rất mạnh nó sẽ đi qua, nó sẽ làm đột ngột, nó sẽ làm chết con sò này. Thì thay vì con trò này chết thì nó sẽ tạo ra một con điện trở ở đây 0.22 ohm, và con trở có dòng đi qua lớn ấy thì nó sẽ nóng lên các bạn nhé, nóng lên. Và theo tính chất của nó thì ví dụ như con này của mình ấy, nó cấu tạo bên trong nó bằng một cái chất liệu dây rất đặc biệt, bình thường nó 0.22 ohm đúng không, nhưng khi nó nóng lên thì số ohm sẽ tăng lên các bạn nhé, nó tăng lên để nó hạn chế chết cái con này, hạn chế sốc để chết con này, do nó sẽ tăng ohm lên. Thì lúc này dòng đi qua con sò này sẽ nhỏ, chúng ta đốt tắt vẫn được đúng không. Tuy nhiên là khi mà những cái trường hợp mà tín hiệu của mình nó vào nó đột sốc đột ngột thì nó sẽ gây ra hiện tượng là chết những con sò này đấy. Thì đây chính là nguyên văn nguyên lý nguyên của cái máy này đấy. Và chúng ta phải lần mạch nhé. Bây giờ ví dụ như cái mạch này đúng không, chúng ta lần đây này, đây là hai chân B này, chúng ta lần ngược lại này. Cái này thì mình cũng vừa mới vẽ lại thôi đấy. Còn đây là hai chân này này, nó sẽ đi vào trong cái máy biến áp xuất âm này đấy. Ngoài ra đây nó còn có một cái mạch mạch trễ này, nhưng mà mình không vẽ lại bởi vì mình chỉ nói những cái thành phần chính thôi đấy. Mạch trễ tín hiệu rồi, như vậy là xong, chúc bạn làm thành công nhé.